Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng cả nhà mình quay trở lại với kênh YouTube Quỳnh Tuyên Quang của em. Hôm nay thì một ngày rất là bận rộn và bây giờ mình lên video mộc để chia sẻ cho cả nhà mình như này. Và các anh ơi, thì em mới về một lô 12 em chim trống thuần nhá. Rất là to đẹp và đặc biệt là toàn chim tuyển lựa thôi. Thì anh em nhà mình đang có nhu cầu sưu tầm mi thuần mi mộc thì các bác tin book qua cho em nhé. Hoặc liên hệ số điện thoại em có để trên màn hình kia. Số điện thoại là 0983 936 899. Em Quỳnh ở Tuyên Quang và bên em thì có ship nhá. Anh em ở đâu cũng chỉ cần nhấc máy lên ủng hộ em là em có thể ship chim cho anh em nhà mình ở mọi miền Tổ quốc. Ở Tuyên Quang đang bị thay đổi thời tiết, cái là bị viêm thanh quản các bạn. Em nói có thể cả nhà mình nghe không rõ lắm, thì các anh có thể cứ xem chim nhá. Mọi thông tin, cần thêm thông tin gì về em họ Mi thì anh em có thể gọi điện hoặc là nhắn tin qua Zalo của em thì em sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em nhà mình được không ạ? Bây giờ em sẽ lên với cả nhà em chim đầu tiên mang mã số 990. Một em chim trống bộ to cực kỳ đẹp. Em này phải nói là cực kỳ đẹp nhá các anh nhá. Mỏ mỏng này, họa đẹp. Em này em chia sẻ cho anh em giá 1.700.000. Bộ to, ngực nở, mỏ vàng ươm, đầu mặt rất là đẹp. Em zoom gần gần cam một chút để cho anh em nhà mình có thể quan sát em nó được kỹ hơn này. Chim khá là tính chim rồi. Và anh em yên tâm là những cái em họ Mi này đã khoảng 3-4 tháng lồng rồi nha anh em nhá. Đây, cặp chân rất là đẹp luôn này. Em mã đầu tiên thì mang mã số 990, em chia sẻ 1.700.000. Đấy, chỉ mong được sự ủng hộ cả nhà mình thôi. Cả nhà có thể xem thật là kỹ, sau đó ưng em nào thì alo cho em nhá các anh nhá. Đấy, mộc rất là đẹp luôn, khá là tĩnh. Nói chung là anh em nhà mình có thời gian hoặc là anh em nào muốn thử sức thì anh em có thể chơi những em thuần này nhá. À, chơi những em mộc này nhá các anh nhá, xin lỗi cả nhà. Đấy, các anh chơi thuần nhiều rồi thì các anh thử cái khả năng của mình nuôi dưỡng và thuần hóa một em mi mộc xem. Em cam kết với các anh là rất là hay đấy ạ. Đấy, rất là hay luôn nhá các bác nhá. Và cảm giác khi mình đã thuần hóa được các em nó rồi thì như kiểu mình chinh phục được một điều gì đó mình trong cái sự yêu thích của mình ấy, thì mình cảm thấy nó rất là tuyệt vời luôn. Em này em chia sẻ 1.700.000, bây giờ em sẽ chuyển sang em mã số 991 cho anh em nhé. Em lên với cả nhà em chim thứ hai nhá, mang mã số 991 nhá. Đây, một em chim trống này. Em này thì mặt nó do đâm vào cái hộc nó hơi xước mặt một chút. Em sẽ chia sẻ cho anh em với giá 1.400.000 nhá. Em có ship toàn quốc, các anh ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam thì anh em nhà mình chỉ cần nổ địa chỉ để cho em ship cho các bác thôi. Bảo hành chim chuẩn như video clip này. Chim rất là đẹp nhá, chim trống 100%. Bảo hành trọn đời cho các anh và chim không có tật lỗi gì, anh em có thể quan sát rất là kỹ này. Bên em thì em cũng quay khá là gần về đầu mặt, về chân, với móng mỏ. Thì các anh các bác nhà mình cứ xem qua video. Nếu như cả nhà mình đã ưng em nó rồi thì chỉ cần gọi điện cho em là mua được chim nhá các anh nhá. Giá thì em có báo công khai, mã chim họ Mi thì cũng có ở trên màn hình rồi. Nên cái điều này thì cả nhà hết sức là yên tâm, em có bán rất là công khai luôn. Thể lệ mua hàng bên em thì anh em chỉ cần cọc cho em một ít, nhận chim thanh toán nốt là được nhá. Còn nếu các bác nào mà không cọc được thì em không gửi chim được. Thì mong cả nhà thông cảm, bởi vì có nhiều trường hợp gửi chim đi anh em không nhận thì mất thời gian của đôi bên. Còn anh em nào mà đã xác định mua thì xác định cọc tiền là điều bình thường. Cái này thì em cũng nói rõ cái quan điểm bán hàng của mình để cho anh em nhà mình dễ nói chuyện đúng không các anh? Các anh nào ưng em mã số 991 thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0983 936 899. Còn em chim trống rất là mau mồm mau miệng đấy các anh ạ. Em zoom gần để cho anh em nhà mình xem em nó này kỹ hơn, quan sát rõ hơn, sắc nét hơn các anh nhé. Chim trống mộc không tật lỗi và đã hót rồi. Đầu mặt móng mỏ đều ok. Móng chân móng đẹp, chân ôm cầu tốt. Đấy. Không móng nào đơ hay móng nào tật lỗi gì các anh nhé. Chim đã hót rồi và để tĩnh tĩnh xùy tiếng mái là nó cũng dám hót bởi vì có điện rồi các anh ạ. Đấy. Gần mái thì có thái độ búng cánh nhé. Bây giờ em sẽ chuyển sang em 992 nhé các anh nhé. Em lên với cả nhà em chim thứ 3 trong video clip này nhé. Một em chim trống bộ khá là to đẹp luôn các anh ạ. Đây, em mời các anh các bác cùng theo dõi này. Mỏ to. Chim khá là tĩnh chim các anh nhé. Em chim thứ hai này, thứ ba này thì em chia sẻ cho anh em giá 1.5 này các anh này.
Đấy, món em chim trống đã hot rồi các anh nhá. Đấy, các bác anh nhà mình yên tâm, em này ngực rất là nở, mỏ mỏng. Đấy, các bác anh nhà mình cứ xem em nó thoải mái nhá. Em sẽ quay mỗi con được khoảng 2-3 phút để cho anh em nhà mình. Đấy, chân ôm cầu này, móng niếc đầy đủ, không tật lỗi. Quay lại một chút nhé. 1.500.000 cho em chim thứ ba này trong video nhé các anh nhé. À, mã số là 992 các anh ạ. Anh Giai nào bố kết em 992 thì alo em nhé. Chim bộ khá là to đẹp, người dài, đuôi xòe, đuôi dài này. Bây giờ em sẽ chuyển sang em chim thứ ba, thứ tư, mang mã số là 993. Em lên với cả nhà em 993 nhá. 993 cũng là một em trống rất là đẹp này các anh này. Đấy, họa đóng cao và rất là nét luôn. Màu lông cực kỳ đẹp nhá, màu vàng. Em này lâu màu vàng nâu các anh ạ. Lông màu vàng nâu. Ngực nở, chân già rừng. Anh em nhà mình có thể quan sát em nó nhé. Đấy. Trên kênh của em thì em có chia sẻ cả mi mộc, mi thuần thì các bác anh nhà mình cứ lựa. Ưng được em nào đến em alo cho em Quỳnh nhé. Số điện thoại liên hệ với em Quỳnh là 0983 936 899. Số điện thoại em có để trên màn hình đấy. Anh các bác nhà mình cứ sẽ có gì thì alo cho em để em có cơ hội chia sẻ, kết nối đam mê với anh em yêu chim họ mi hay là chim khiếu trên toàn quốc anh nhé. Em này em chia sẻ cho các anh giá 1.5 nhé các anh nhé. Chim bộ to đẹp, người dài, rất là ok luôn này. Đấy, cả nhà có thể xem nhá. Nói chung là mi thì em cứ lên lần lượt, cả mi mộc cả mi thuần. Nếu như mà anh em nào muốn xem clip về mi thuần thì anh em cũng có thể nhắn tin qua để em gửi cho các anh nhà mình nhá. Với em họa mi mang mã số 993 này thì siêu đẹp, bảo hành cho anh em là một chim trống rất là hay luôn. Về nhà anh em chỉ cần chăm qua vụ lông này, vụ lông tới chim nó sẽ thuần hóa hơn rất là nhiều. Và một em chim tố chất hot rất là tốt các anh nhá. Chim tố chất cực kỳ, người ngợm dáng dấp rất là ok luôn các anh ạ. Em bị thanh quả, nói có thể hơi khó nghe, cả nhà thông cảm nhé. Đấy, bây giờ thì em sẽ chuyển sang em chim tiếp theo để cho anh em nhà mình lựa và chọn tiếp ạ. Em lên với cả nhà em chim thứ 5 trong video clip hôm nay nhé các anh nhé. Em này thì hoảng hay trong hồng nhỏ thì nó có hiện tượng soi nóc. Đấy, anh em có thể thấy nhá. Em này em thanh lý cho anh em giá 700.000. Chim đuôi đẹp, người dài, dáng rất là ok luôn. Chân móng mỏ rất là đẹp nhá. Nói chung là hàng cũng rất là tố chất để anh em nhà mình lựa. Bộ to lắm các anh ạ. Em này thì 700 các bác ạ. Lông lá còn đầy đủ, chim chưa thay lông, điện đóm có, họa rất là nét và đẹp. Nói chung là về anh em nuôi thả avi hay là anh em ghép sinh sản thì rất là tuyệt vời. Và đặc biệt là giá rẻ nha anh em nhé. Rất là phù hợp để cho anh em nhà mình sưu tầm. Hay là anh em muốn con nhỏ thì anh em muốn các bạn ấy nuôi một em động vật nào đó này, chim cò hay gì đấy thì anh em có thể sưu tầm em này nhá. Nó không có vấn đề gì mà các bạn ấy nuôi vẫn có thể hot bình thường. Đấy. Thì nhìn nó, nói chung là anh em nào kỹ tính thì nhìn nó hơi khó chịu một chút. Em sẽ chia sẻ cho anh em giá 700 nhá các anh nhá. Mang mã số là 994. Bây giờ thì cũng khá là muộn rồi, chắc là em xin phép dừng clip hôm nay tại đây. Cảm ơn tất cả các anh em nhà mình đã theo dõi những video clip trên kênh Quỳnh Tuyên Quang của em. Nếu như mà trong cái quá trình mua hàng này hay là xem em chim họ mi này có vấn đề gì thì anh em có thể liên hệ cho em Quỳnh nhé. Số điện thoại của em Quỳnh là 0983 936 899. Em ở Tuyên Quang, anh em cô bác ở gần hoặc là nếu đi qua đi lại thì anh em có thể qua nhà em xem coi chim trực tiếp. Đấy. Thì lúc nào cũng sẵn hàng để chia sẻ cho anh em nhà mình nhé. Rất vui được chia sẻ, kết nối đam mê với anh em yêu chim họ mi trên toàn quốc. Và anh em rất là vui khi chào đón anh em nhà mình qua nhà em nha các bác nhá. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người những video sau. Bye bye mọi người.